Hồi nhỏ ba mẹ dặn anh em mình cái gì anh em nhớ không? Là đừng có tin người lạ. Nhưng mà lớn rồi mới thấy không tin không sống được, thậm chí phải yêu. Mà nếu có tin có yêu á thì cũng phải có cơ sở chứ, chứ không phải cái thấy rõ ràng sờ sờ đó, nó kêu mình chuyển tiền vậy, nó lợi dụng mình rõ ràng luôn, nó giận mình cái nào nó đi chơi với thằng khác, mà anh em cứ đâm đầu vô anh em yêu, nghĩa là lú anh em mình dung không, mình làm gì có phải cơ sở. Anh em nhập hàng hay là anh em đi mua máy cũ á, mình đang nói anh em nhập hàng luôn nha, anh em đi mua máy thì anh em cũng phải biết test máy, biết phải biết coi máy. Tại vì khi mà người ta đầu hàng, người ta đã cố tình người ta dí mình rồi, mình cứ dửng dưng nó, à tôi tin bạn, tôi mới làm việc với bạn á, thì có ngày anh em sẽ ăn một quả rất là to nha. Tình yêu cũng vậy thôi. Thành ra khi mình coi mình có cơ sở không, hôm nay em sẽ chỉ cho anh em cách thay vỏ 15 rồng mắt đưa vô hãng, hãng vẫn bảo hành nha. Thay kính lưng là thường thường rồi, thay kính lưng zin của 15 rồng mắt đưa vô hãng, hãng cũng bảo hành rồi. Bây giờ thay nguyên cái vỏ luôn đưa vô hãng, hãng cũng bảo hành luôn. Anh em bán trong hãng, hãng cũng tính là máy zin luôn nha. Đây em sẽ có clip em hướng dẫn cho anh em, đây là những cái kinh nghiệm của em thôi, em không phải thần thánh gì hết. Có những người họ dựng rất đẹp và em thua, em bó tay em không nhìn ra được, mà có những cây nó chỉ cần sơ hở cái thôi, nó đặc điểm cái thôi là nhìn là biết nha. Những cái dòng mà trong máy nó báo nè, quan trọng nhất cái dòng linh kiện Apple chính hãng, tức là thay một cục pin zin chính hãng rồi, anh em phải lưu ý. Cái thứ hai nữa là pin linh kiện không xác định, có nghĩa là cục pin nó được thay bên thứ ba như là PCNV Max EU gì đó, hoặc là lắp một cục pin zin bốc máy từ một máy khác qua nha. Và chỉ cần thấy hai cái dòng đó thôi là anh em phải dịnh cái máy lại liền, có khả năng nguy cơ là bị thay vỏ nha, có khả năng nguy cơ thay vỏ zin nha. Đây em hướng dẫn cho anh em coi nè, linh kiện bộ chính hãng này. Đầu tiên anh em nhìn từ ngoài vào á, anh em thấy à cái vỏ này nó cũ, nó cũng cũ 9899 đúng không, cái màn hình này nó cũng cũ 9899 đúng không, nhưng có một vết trầy, ví dụ có một vết trầy nào kéo dài từ màn hình nhưng mà nó lại không có liền mạch trên thân vỏ là anh em nên nghi ngờ đi nha. Nó chỉ trầy mỗi cái màn thôi, cái chỗ này nó đáng ra nó phải trầy, nó kéo dài qua luôn, ví dụ nó kéo dài từ đây qua đây luôn thì nó không có, nó trầy mỗi màn hình thôi, hoặc là nó trầy mỗi cái vỏ thôi, nó không vô màn hình. Em mình vô không, cái vỏ nó có thể ngay từ đầu nó không đi theo cái máy đó nha, hoặc là anh em nhìn thấy cái màn hình nó cũ xì nhưng mà cái vỏ nó mới tinh, à cái vỏ đó gần như là một cái vỏ mới, chân sạc nó trắng tinh, à anh em cũng nên nghi ngờ là cái vỏ này đã thay rồi nha. Ví dụ không có hai đặc điểm đó rồi, ok anh em mở bên trong kiểm tra cho em. Rồi mở bên trong kiểm tra thì cực kỳ phức tạp. Ví dụ một cái máy mà pin nó thay vỏ xong, cái máy bể nát nha, nó thay cái vỏ từ cái máy này, nó thay qua cái máy này, thì cái thứ dính với cái vỏ duy nhất á mà dễ dàng biết thấy nhất đó là cái siêu pin. Nhưng mà nó dùng siêu pin zin trên một cái cục pin zin. Anh em mình vô mua cục pin triệu tám cái bồ, đầu tư cho tới là thay một cái máy, thay vỏ xong mình thay cục pin nó có một cái siêu zin. Siêu zin đó nó dính với cái vỏ zin. Thì làm sao anh em nhìn được, anh em nói căn cứ vô đâu, anh em nói là à cái vỏ này không phải thay cục pin đấy. Làm sao biết được? Anh em hiểu 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 em không? Bây giờ em thay cục pin vô em nói à em mới thay cục pin chính hãng ngoài Apple á, 1,8 triệu em mới thay xong cái vỏ vỏ zin của nó đây. Em có thay vỏ đâu. Làm sao anh em mình dung được? Rồi ok anh em coi từ từ. Cái này không có cách đâu, coi tổng thể thôi. À siêu pin zin hết rồi đúng không? À siêu pin trắng sữa trắng gạo bo sát cái này ok, thôi đúng không? Thì anh em nhìn cái thứ hai là anh em nhìn những cái chân sạc nè, mic nè, loa nè. Nó có đều chằng chặn, nó có đẹp không, nó có bị xê lệch không, nó bị dính lông chó lông mèo bụi vải không, có nghĩa là trong quá trình lắp ráp nó dính á, nếu là vẫn đẹp keng như vậy thì à cũng khó nha, cũng khó rồi nha. À anh em thử coi những con ốc này có đúng vị trí không, những anh em thợ á thì nhìn là biết những con ốc này có đúng vị trí hay không. Anh em lấy cái vít vô anh em dặn thử coi, à có siết có bị rơi không, thì cái vít của Apple nó siết nó có cái gì ấy, nó có cái lực á, siết là tặc 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 á, thì mình siết thử siết ra siết vào mình thấy à nó có bị rồ rơi không, hoặc là nó bị lật ốc hay không. Còn nếu không có luôn, làm quá kỹ luôn, anh em coi tiếp đặc điểm thứ ba, anh em phải gỡ cái nẹp ra giùm em. Anh em gỡ cái nẹp ra, anh em coi à mày có thay pin thôi đúng không, thì nhìn cái socket pin thôi, nó có vân tay thôi, hoặc là nạy lên có vết nạy lên hay ấn xuống á, nó hơi cong vênh nhẹ cái socket pin thôi, chỉ socket pin thôi nha. Nhưng mà tại sao à nó lại dơ hết tất cả socket camera rồi vân vân, dơ sạch socket chân sạc vân vân dính hết. Anh em mình dùng không, tất cả socket nó đều nạy lên hết là có khả năng rất cao nha là thay cái vỏ rồi, chả ai rảnh để thay cục pin mình mở hết socket lên. Đây nè anh em hiểu, anh em hình dung cái socket không, nạy tặc tặc nó như nè, có những cái socket mà nó hơi bị dập nhẹ nè nè, đó đó anh em thấy là bị dập không, đây nè nè, nó không có bằng phẳng, anh em hình dung không, em cố gắng em đưa cho anh em coi, đây đây đây, nó không có bằng phẳng nè, nó bị vân nè,
bị nảy á, nảy hơi vênh lên đó, anh em nhìn nha, nó có dấu vân tay hoặc là lau sạch sẽ rồi. Nếu mà lau sạch sẽ lại thì sao, thì nó vẫn có dấu hiệu là bị cong vênh và bị dơ dơ nha. Em nói thật nha, mở coi đó cho em. Đây nè, một cái máy nè anh em coi nè, đẹp không, thấy chưa nè nè, để vân tay vô lau sạch sẽ nó vẫn bị dơ dơ, bị cong vênh nảy lên đúng không, thay vỏ mới để dấu vết nha, em mình dung không. Và những cái keo mà những cái đường chân sạc ở dưới á, anh em muốn chắc anh em mở cái men lên luôn, anh em lấy cái men lên luôn, anh em coi nó bị nảy lên chưa, thì cái keo nó còn không dính đúng không, vân vân, anh em coi đầy đủ dấu hiệu hết. À, có nó bị dính dấu vân tay, bị mất phấn, bị bất kỳ cái dấu hiệu nào chưa, anh em mình dung nha. Bởi vì thay vỏ chỉ có coi tổng thể thôi, coi cái ron này có zin không. Cái ron zin á thì nó nhám vậy nè đó, anh em thấy không, nó nhám mà nó liền mạch vậy nè, mà rất là dai. Con zin nó dai mà nó dính lắm. Nhưng mà cái ron phay á, cái ron phay giống vậy nè, thì nó bóng bóng nè, anh em thấy không, nó bóng bóng này nè, nó bóng lưỡng à, mà nó dẻo, nó không có dai, nó mềm mèo mềm quạt à đó. Ủa tại sao lại dán ron lại, thay một cái vỏ zin thì máy khác qua còn ron không, là không còn ron, vân vân, có nhiều yếu tố đúng không, thì anh em phải coi tổng thể nha. Em nói là cái pin linh kiện không xác định, tôi chỉ thay cái pin Bisense thôi, tôi có thay pin Bimax thôi, chứ tôi chưa có thay vỏ đâu. Anh em phải coi tổng thể, mở cả socket cho em nha. Thay pin zin cũng vậy, đầu tư chơi mạnh luôn đúng không, thay pin zin để có cái siêu zin này em thấy không có bán ngoài, nó có phay một một thôi, nhìn vẫn biết nó không có được ngay ngắn mà sạch sẽ vậy, mà có một cái màu cám cám gạo trắng sữa vậy nha, không có. Còn cái thứ ba, ví dụ một cái máy mà không báo một dòng nào hết thì sao, anh nói là không báo một dòng hết, anh em mở bên trong không báo dòng hết là cục pin của nó đúng không, mở bên trong anh em thấy có bất kỳ dấu hiệu nào nảy nè, ví dụ là khựi đúng không, cục pin nó có khựi, anh em hình dung không, dù khựi nè, nó có bất kỳ cái dấu trầy nào nha, hoặc là dán lại cái siêu pin giả zin á, thì anh em có phải hình dung, ủa tại sao lại lấy cục pin, đạn cục pin ở trong máy vậy, tại sao lại lấy cục pin ra làm gì, lấy cục pin ra xong mà gắn cục pin lại vào làm gì, mà có một cái siêu, nó có siêu phay, anh em hình dung không, mà cạo trên đây nghĩa là lột ra đúng không, lột những cái siêu pin này ra, anh em hình dung nha. Mở máy bên trong ra có những dấu hiệu đó thì em nói thiệt luôn, 99% mà thay vỏ, nói thiệt không có đường nào mà cãi được mà thay vỏ zin. Nhưng mà em nói thiệt luôn, 15 đồ mắt nha, thay vỏ dọn kỹ, lau sạch sẽ hết, nhiều lúc nó bị sốc két nhẹ nhẹ, đưa vô Apple vẫn bảo hành, nói thiệt bị bể, cái vỏ bể nát, thay cái vỏ zin máy khác vào nó không báo một dòng nữa hết đúng không. Chơi mạnh luôn, mình lấy cái siêu pin zin á là mình thay cục pin mới luôn. Ví dụ 15 đồng mắt đúng không, tôi thay cục pin mới bỏ 1,8 triệu mà thay cục pin mới luôn, đưa vỏ cục pin mới gắn vô chạy chẩn đoán tẹt tẹt luôn, rồi đưa vô hãng chắc pin này nó dính với cái vỏ zin này là cũ nó từ ban đầu, đưa vô bảo hành nha, bể nát trên đường bảo hành. Thành ra nói rồi, kể cả Apple có tool, có công cụ hỗ trợ, có truy xuất được QR code trên men, trên vỏ gì đó, truy xuất được đầu cuối luôn, nhưng mà nhiều lúc vẫn ăn. Còn trong tay anh em mình á, anh em thợ như mình chỉ có nhìn bằng mắt, nhiều lúc nhìn cái men nó sạch keng à, này xài cả năm mà sạch bóng à, làm sao biết được cái men cũ á, hay là cái men mới. Em mình dung không, mình không có cơ sở để căn cứ, thành ra mình không khẳng định được nha. Bây giờ nhìn một cái máy mà đã thay vỏ rồi thì em nói thiệt luôn, nếu làm kỹ, siêu này là siêu pin zin, cục pin này là cục pin zin chính hãng Apple, chạy là chẩn đoán báo không cần sạc nha. Tất cả những con ốc này lắp đúng vị trí, lao sạch sẽ hết, socket không cong vênh, trong thân máy không một hột bụi, màn hình lao sạch sẽ, không phải dơ gì đâu. Em nói là không để lại dấu vết luôn. Làm sao anh em mình biết được? Thì cái đó là em thua nha, cái đó em thua, em chịu thua. Ai mà dựng được mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào thì em chịu thua. Còn bây giờ mở ra bên trong, ba má dặn nhớ tin người lạ, đừng tin người lạ. Ê, đúng, mở bên trong, một trong những cái hiệu đó là em loại nha. Em nói đơn giản thôi, chứ phải nhìn ra bên trong, cái màn hình nó cũ nè, cái vỏ nó cứng nè, cái máy này có vẻ là zin nguyên bản, mở bên trong, cục pin này pin với hãng bồ ngon, thay được cục pin với hãng bồ ngon ha, làm rồi. Thực ra là một cái máy dựng thay vỏ, mà ăn cái máy thay vỏ với một máy vỏ zin á, em nói thật luôn nha, lật nhau ít nhất phải 2 triệu rồi, thế nha.